Chiều ngày 30 tháng 10, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án, phối hợp nhà thầu thi công tổ chức hợp long nhịp chính cầu Nam Lý, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án xây dựng cầu Nam Lý thay thế đập Rạch Chiếc nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ hợp long, ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cam kết, sau khi hợp long, đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ giải ngân đạt trên 95% vào cuối năm nay, phấn đấu đưa cầu vào phục vụ người dân vào dịp lễ 2 tháng 9 năm 2024. Theo ông Lương Minh Phúc, dự án đầu tư xây dựng cầu Nam Lý thay thế đập Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư 919 tỷ đồng. Sau gần 4 năm chờ đợi giải phóng mặt bằng, tháng 3 năm 2023, dự án tái khởi động và đến nay đạt 60% khối lượng. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức tiếp tục triển khai giải quyết các thủ tục, bàn giao mặt bằng sạch song song với tiến độ thi công.